Rồi, xin chào mọi người nha. Thì hôm nay tôi lại mang đến cho anh em một chiếc xe giờ dách. Và đặc biệt, xe này không phải là xe thùng thanh lý hải quan thùng 20, 21, 22. Và đặc biệt, cái con này thông tin như sau. Con này là giờ dách đời 2000 nha anh em. Đời 2000, hải quan chính ngạch nha. Nó như xì bo vậy đó, hồ sơ hải quan chính ngạch như xì bo vậy đó, chứ không phải là thanh lý hải quan. Thì đây, con xe này em sẽ hỗ trợ anh em cận cảnh những cái món đồ đẹp trên xe. Đó, hầu như là xe 2000 em hải quan chính ngạch anh em, nó ở Việt Nam mình đó, nó điếm trên đầu ngón tay à, cho nên là em rất là quý mấy con này. Đó, đây cái xe của em đầu tiên. Thì xe này là thông tin như sau: gia dách 2000 úp xe thùng 2022 biển Tây Ninh, giá bán là 500 mấy triệu nha mọi người. Thì úp xe thùng là sao, là em đặt đồ của gia dách, nguyên con nguyên cây của xe thùng em về em đặt vô con gia dách 2000 rồi hải quan chính ngạch này nha. Đây, em chưng nè, anh em có thể thấy. Bột gin nè, heo gin nè, đĩa gin nè, đó, mâm gin nè. Đó, dàn áo thì dàn áo gin luôn nha anh em. Dàn áo gin luôn, em đặt bộ dàn áo gin về. Đây, tiếp theo đến cái dàn sườn lốc. Dàn sườn lốc á thì xe này là xe 2000 hải quan chính ngạch, nó cũng 23 năm rồi anh em. Cho nên là em dọn tân trang từ trong ra ngoài như một cái xe thùng. Đó, lốc đó. Đó, đúng chuẩn ha. Bên đạp 1/2 nè, đúng zin của gia dách. Đó, bô zin. Thì xe này hiện tại đang đi màu áo xanh tem gia dách Go. Ví dụ như anh em không thích màu này á, thì em hỗ trợ thay đổi màu khác cho anh em nha. Đây, con này mang biển Tây Ninh 70K177163. Gia dách mà ở Việt Nam á anh em, gia dách mà hải quan chính ngạch đó, cái động tay rất là hiếm nha, còn gia dách thanh lý hải quan thì rất là nhiều. Đó, thì con này là hồ sơ hải quan chính ngạch cho nên em khỏi có lo gì hết trơn. Đây, tiếp theo đến nhà bên đây, nhâm sinh dĩa thay mới, nhâm sinh dĩa 43 đúng của gia dách, gấp rồi là sơn lại hết. Tiếp theo cái dàn sườn lốc bên đây, đó rất là đẹp nha anh em. Tại vì em đặt nguyên cái đồ của cây xe thùng về em đặt vô cái xe này mà. Thì chắc xe thì như sao, con này hiện tại là xe gin, nhưng mà em có vô 4 món ăn chơi cho anh em rồi, để cho tăng cái độ mượt của xe hơn. Nếu như mà anh em muốn hỗ trợ mà về gin 4 món luôn á thì em sẵn sàng hỗ trợ nha. Và đặc biệt em sẵn sàng hỗ trợ thay đổi màu áo theo ý anh em. Nếu như mà anh em chốt xe này á, anh em thích màu nào á thì cứ gửi mẫu cho em sẽ hỗ trợ anh em thay về đúng mẫu của anh em nha. Đây, dàn đầu em quay trời mưa á anh em, nó hơi có nhiễu giọt nước lên đó, anh em thông cảm giúp em nha. Dàn đầu đồng hồ em thay mới nè, cụm mới nè, đó, bao tay ống ga mới, tay thắng tay côn mới hết, cụm ben dầu cũng mới luôn. Đó, thì xe này anh em buổi tối chạy đi cà phê á, cho nên là nó lên odo cũng cao rồi, nhưng mà thật chắc là xe này là xe úp nha mọi người, đời 2000 hải quan chính ngạch, úp lên xe thùng 2022. Đó. Rồi, tiếp theo em sẽ hỗ trợ anh em nổ máy cho anh em nghe cái dàn hơi của xe gia dách vô 4 món ăn chơi và cái dàn máy của gia dách nha. Hải quan chính ngạch ở Việt Nam, em nhắn mạnh đây thêm nữa nha mọi người. Hải quan chính ngạch ở Việt Nam rất là hiếm nha anh em. Nhưng mà cái con xe này nè, em dựng lại nguyên cây xe thùng, em bán cho anh em với giá là chỉ nhỉnh hơn một con xe thùng mà đầu 20 mà xe thùng thôi anh em. Nó chỉ nhỉnh hơn tầm khoảng vài chục triệu thôi. Nhưng mà vẫn chắc con này là hồ sơ hải quan nha. Tiếng xè xè anh em, cả tiếng là tiếng của cái trái ga
em xin thông tin lại xe này rồi sau đó em xin kết thúc clip cho mọi người. Thì trời mưa cũng lớn rồi. Xe này là Yaris 2000 úp lại là nguyên cây xe thùng của 2022. Tức là em lấy đồ xe thùng của năm 2022 em đặt vô nguyên cái con Yaris 2000 luôn. Thì hồ sơ là hải quan chính ngạch cho nên là em cứ thoải mái mà chơi nha. Sang tên như Siêu Bom. Đó, và đặc biệt Yaris 2000 hải quan chính ngạch ở Việt Nam. Điếm trên đầu ngón tay nha anh em. Cái này em nói thiệt, anh em hiếm khi mà săn được một con Yaris 2000 lắm nha. Nhưng mà nếu như mà có giá, cái giá mà con này em chia ra cho anh em chơi nó chỉ nhỉnh hơn một con Yaris thùng đầu 20 thanh lý hải quan tầm khoảng vài chục triệu thôi. Thì con này bán với giá là 500 mấy triệu nha mọi người. Hồ sơ hải quan chính ngạch bao hỗ trợ anh em cút góc sang tên toàn quốc nha. Hiện tại xe có biển số, nếu như anh em nào mà muốn sang tên mà giữ biển á thì anh em ở Tây Ninh là Mai Đỉnh nha. Anh em ở Tây Ninh mua xe này là sang tên giữ biển là Mai Đỉnh. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Thì nãy giờ em cũng cận cảnh cái xe này cũng khá là nhiều chi tiết, cho nên là anh em nếu mà có cơ hội, nếu mà có dịp á thì cứ ghé ngang cửa hàng, cửa hàng sẽ hỗ trợ anh em, tư vấn anh em chơi và kịp tư vấn anh em những cái món đồ trên xe. Đó, thì thực chất là xe hải quan á anh em, giá hải quan mà ốp lên cái nguyên cái con xe thùng á thì nó còn không còn gì để bàn rồi. Đó, cái độ đẹp nó như chiếc xe thùng vậy đó mọi người. Nhưng mà được cái hồ sơ con này là hải quan chính ngạch chứ không phải thanh lý hải quan. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip nha. Chúc mọi người có một buổi chiều thật vui vẻ nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người.